Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em sẽ test lại một chút cái chất âm của con chép kèn RCF N850. Mà con này thì anh em biết em nó bán ở thị trường rất nhiều. Hôm nay tiện thể thì bỏ test cho khách thì em test lại để cho mời các bác nghe thử một chút về rất nhiều anh em và đăng ký kênh sau. Này không biết cái con tép này đã có những cái bài test rất chất lượng từ trước. Đây này em sẽ lật cho bác xem con tép này. Anh em tỉnh đây nhìn thấy là con giò xếp nhá, bản L850 và từ nó là từ 140 và con 44. Cái bản này là bản đít nhôm anh em nhá. Đít nhôm hoa khế. Dòng này cho tép đánh cực kỳ chất lượng. Anh em đấu tép thì anh nhớ hộ em một điều thôi là con tụ vàng thì cho vào bên đỏ, con trà sứ thì cho vào bên đen là bên âm đó. Và khi anh em mua thì anh em sẽ tặng thêm cho các bác hai con vàng và hai con trắng nữa để làm sơ cua. Nếu anh em mua một bộ nhá, cả kèn cả phễu thì được tặng như vậy. Còn nếu anh em mua một đôi củ không thì được tặng hai tụ và hai chở. Còn mua cả bộ cả kèn cả phễu được tặng 4 tụ 4 chở. Đó là về chính sách bán hàng của bên em là như vậy. Các bác có nhu cầu dùng thì điện trực tiếp cho bên em. Và sau đây thì em sẽ bật một chút nhạc mạng để mời các bác nghe thử, nghe lại. Thì nếu bác nào mà chưa nghe thì nghe lại, còn anh em nào mà nghe rồi thì cho anh em nào nghe rồi thì nghe lại, còn bác nào chưa nghe thì mời các bác thưởng thức. Mà mời các bác nha. Dạ vâng, và bên cửa hàng Huấn Audio mới có một đoạn nhạc test ngắn để anh em mình nghe thử chất âm của cặp chép kèn này. Chép kèn Titan RCF N850 từ 140 côn 44. Con này là bản 450 và có giá bán là 1.1 triệu một bộ tại cửa hàng. Và được bao ship là 1.2 triệu. Vậy bà con cô bác có nhu cầu dùng đến thì xin liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0904 612323. Và em xin báo cái chiều cao nha anh em nhé. Chiều cao của cái phễu này là 15 này. Và chiều rộng này là 32 anh em nhé, 32cm. Để em mình cân đối cho nó có vừa hay không. Và em xin chào mọi người. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của nhà em. Xin chào tất cả mọi người.